Việt Sử Toàn Thư xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, từ một cậu bé nghèo khó trở thành nhà phong thủy kiệt xuất, thế nhưng về cuối đời, cụ Tả Ao vẫn không thể tránh khỏi sự bài xếp của vận mệnh. Câu chuyện truyền kỳ về cuộc đời cụ Tả Ao cũng đã để lại cho người thời nay không ít những suy ngẫm, thật đúng với câu nói, tiền tích đức, hậu tầm long. Tả Ao được xem là nhà phong thủy kiệt xuất của người Việt. Dân gian xem ông là nhà địa lý phong thủy giỏi nhất từ xưa đến nay ở Việt Nam và tôn ông là Thánh Phong Thủy. Người ta còn truyền tụng bài thơ về ông thế này. Tả Ao phong thủy nhất trên đời, họa phúc cầm cân định chẳng sai, mắt thánh trông xuyên ba thước đất, tay thần xoay chuyển bốn phương trời, chân đi long hổ luồn qua gót, miệng gọi châu dê ứng trả lời, ai muốn cầu sao cho được vậy, ấy ai địa lý được như ngài. Thế nhưng, câu chuyện về nhân duyên với phong thủy của Tả Ao thì không phải ai cũng biết. Tả Ao tên thật là Nguyễn Đức Huyền, người làng Tả Ao, tỉnh Hà Tĩnh, sống vào thời vua Lê. Khi còn nhỏ, gia cảnh của cậu bé Đức Huyền rất nghèo khó, cha mất sớm, mẹ lại bị mù cả hai mắt. Dù nhỏ, Đức Huyền vẫn rất chăm chỉ làm hết tất cả các công việc để chăm sóc mẹ. Thấy mẹ không thể nhìn thấy được như những người khác, Đức Huyền thường hay tìm hiểu, hỏi thăm cách chữa mắt cho mẹ. Cậu lặn lội tới cả những nơi xa xôi với hy vọng tìm được người chữa khỏi bệnh cho mẹ, nhưng đều không có hiệu quả. Tuy nhiên, Đức Huyền không hề nản chí mà quyết tìm bằng được phương thuốc chữa mắt. Nghe tin về một thầy thuốc người Tàu rất giỏi về thuật chữa mắt đang ở đất Nam, Đức Huyền phấn khởi vui mừng. Nhưng do nhà quá nghèo lại không đủ tiền chữa trị, nên Đức Huyền đã xin hầu hạ thầy để mong thầy chữa bệnh cho mẹ mình. Ông thầy người Tàu thấy chàng trai này rất siêng năng, chăm chỉ, thông minh, đặc biệt lại rất hiếu thảo với mẹ nên đã đồng ý chữa. Trong quá trình đó, ông đã truyền cho Đức Huyền một số y thuật để chữa mắt. Sau bao nhiêu năm chịu cảnh mù lòa, đôi mắt của mẹ Đức Huyền đã sáng trở lại. Thế nhưng, đó cũng là lúc ông thầy người Tàu phải về nước. Quy tiếc cơ duyên đối với y thuật, Đức Huyền vội vã xin được theo thầy về hầu hạ, học y thuật chữa mắt và đã được thầy đồng ý. Vậy là cậu từ biệt mẹ lên đường sang Trung Hoa. Sau này tại Trung Hoa, y thuật của Đức Huyền vang danh khắp nơi. Một thầy địa lý bị đau mắt đã phải nhờ đến sự chữa trị của Đức Huyền mới khỏi. Ông ta mang tới 50 lượng vàng để hậu tạ Đức Huyền, nhưng cậu không nhận mà xin làm đệ tử. Thấy cậu là người có tài đức, lại ham học hỏi nên thầy địa lý bằng lòng thu nhận cậu làm đồ đệ. Sau một thời gian, Đức Huyền đã thành thạo tất cả những kiến thức mà thầy truyền thụ lại cho mình và xin phép về nước. Tương truyền, để kiểm tra và thử tài đệ tử của mình, trước khi chia tay, vị thầy địa lý đã làm một mô hình phong thủy, chôn 100 đồng tiền rồi yêu cầu Đức Huyền dùng kim điểm đúng huyệt chôn tiền. Đức Huyền đã dùng kim điểm trúng 99 huyệt, còn một cây điểm ở mép mà huyệt này lại là huyệt thứ 100. Đây là huyệt ảo vì mô hình tạo dáng rất huyền bí, ẩn hiện dưới những mô đất nhấp nhô. Những thầy địa lý giỏi cũng khó có thể phát hiện ra đúng huyệt đạo. Lúc này, thầy địa lý kia mới thốt lên rằng, thôi, nghề của ta từ nay đã chuyển sang nước Nam mất rồi. Trước khi từ biệt về nước, thầy cẩn thận dặn dò Đức Huyền rằng, khi về Nam, nếu qua núi Hồng Lĩnh thì đừng lên. Tiền tích đức, hậu tầm long, phong thủy không thay đổi được thiên mệnh. Khi trở về quê hương, Đức Huyền làm nghề bốc thuốc chữa bệnh cho người dân, ít khi sử dụng đến khoa địa lý. Chỉ khi nào cần thiết, ông mới ra tay xem thế đất giùm mọi người. Tuy vậy, danh tiếng xem địa lý phong thủy của ông lại nổi hơn nghề thầy thuốc. Vì ông là người làng Tả Ao nên người dân vẫn thường gọi ông là cụ Tả Ao. Trong sách Nam Hải Dị Nhân có kể rằng, một lần đi qua núi Hồng Lĩnh, Tả Ao tình cờ lên núi và phát hiện thế đất Cửu Long Tranh Châu, tức là chín rồng tranh ngọc. Ngọc ở đây mang ý nghĩa là ngọc tỷ truyền quốc. Có được ngọc cũng có nghĩa là có được thiên hạ. Thấy vậy, Tả Ao liền mừng rỡ và nghĩ rằng, huyệt đế vương đây rồi, thầy dặn không lên là vì thế. Sau đó Tả Ao đưa mộ cha về táng ở đấy. Ít lâu sau, vợ Tả Ao sinh được con trai. Khi đó là vào thời nhà Minh ở Trung Hoa, các thầy thiền văn phát hiện rằng các vị tinh tú đều trầu phương Nam. Liền báo với vua Minh rằng nước Nam xin được nhân tài sẽ có hại cho nhà Minh. Vua Minh bèn truyền cho các thầy địa lý rằng nếu ai đặt đất hoặc dạy cho người Nam thì phải sang tìm mà phá đi, nếu không sẽ bị tru di tam tộc.
thầy của Tà Ao biết ngay chỉ có học trò của mình mới làm được việc này, nên đã cho con trai đi tìm Tà Ao. Con trai của thầy địa lý đã tìm cách cắt lấy ngôi mộ của cha Tà Ao và bắt con trai của Tà Ao đem về tàu. Sau này, biết đất Hàm Rồng có huyệt quý ở ngoài hải đảo. Khi mẹ mất, Tà Ao đưa dì Hải Mẹ đến nơi đây để an táng. Ông chọn đúng ngày giờ thì lại gặp lúc sóng to gió lớn, không sao đưa đến huyệt để táng được. Đợi khi trời yên biển lặng thì nơi đó nổi lên một bãi bồi. Tà Ao chỉ còn nước than thở. Đây là Hàm Rồng, 500 năm rồng mới há miệng một lần trong một khắc. Trời đã không cho thì đúng là số rồi. Từ đó Tà Ao cũng hiểu rõ về phong thủy hơn. Biết dù giỏi địa lý cũng không thể thay đổi được số mệnh. Ông ít khi ở nhà mà chu du bốn phương chữa bệnh giúp người. Thỉnh thoảng tìm đất cho người có duyên, không màng đến công danh buồn lộc. Ông giúp dân tìm chọn nơi đào giếng có nước lành, trong ngon, không cạn, không chạm long mạch. Chọn hướng đình để làng yên ấm trong ngoài, dân cư phát triển. Trong dân gian lưu truyền rất nhiều câu chuyện xem phong thủy ly kỳ của ông. Một trong những giai thoại là việc cụ Tà Ao chữa thế đất cho làng Hành Thiện ở Nam Định. Khi tới ngôi làng này, đất làng hình con cá chép bơi ra biển. Phù sa mỗi ngày một bồi thêm đất làm làng hưng phát. Chỉ hiềm con cá chép không có mắt nên không phát khoa danh. Dân làng nghe cụ nói liền thiết đãi và khẩn khoản nhờ cụ xem giúp lại tướng làng. Cụ liền chỉ cho dân làng đào một cái giếng làm mắt cho cá chép. Từ đấy, dân làng bắt đầu phát khoa danh, nhất là họ Đặng. Một ngày nọ, thầy phong thủy Tà Ao đi ngao du sơn thủy. Tuy tuổi đã già, nhưng dáng người vẫn quắc thước khỏe mạnh. Khi ông đi đến một làng quê nọ, trời nắng nóng nên ghé vào ngồi nghỉ mát dưới gốc cây đa bên làng. Ông nhìn thấy một anh nông dân đang miệt mài cày ruộng, đến khi mặt trời đứng bóng mới chịu tháo cày, cũng vào gốc đa ngồi mở cơm nắm ra ăn. Thấy một ông lão cũng ngồi ở đó nhưng không ăn uống gì cả, anh ta mới lên tiếng hỏi, xế trưa rồi ông không dùng cơm sao, hay là ông không mang sẵn theo, thôi cùng nắm cơm này ăn với cháu cho vui. Anh nông dân vừa giờ cơm vừa mau mắn mời ông lão, cháu mời ông dùng cơm. Thấy thái độ anh nông dân dễ mến, Tà Ao không khách khí, bèn vui vẻ ngồi lại cùng ăn. 4-5 ngày như vậy, anh nông dân vẫn một lòng kính trọng Tà Ao, mời cơm và ông cũng không lần nào từ chối. Đến bữa cuối cùng, bỗng ông nói với anh nông dân. Chắc anh không biết ta là ai, ta chẳng giấu gì anh, ta là thầy phong thủy Tà Ao đây. Anh nông dân nghe danh Tà Ao đã lâu, nay có dịp diện kiến nên vừa mừng vừa hốt hoảng, liền cúi đầu xin ông tha lỗi. Tà Ao đỡ anh nông dân đứng dậy nói tiếp. Ta xem anh là một người có đức nên có ý giúp anh đặt một ngôi mộ, sau này sẽ phát phúc, phát tài cho anh nở mặt với thiên hạ. Ông dạy quá lời, nhà cháu mấy đời này đều là nông dân, chân lấm tay bùn, bần hàn, đi cày thuê cuốc mướn kiếm cơm qua ngày, mong gì nở mày nở mặt với ai. Anh cứ yên tâm, sẽ giúp anh được giàu sang phú quý trong vòng 100 ngày thôi. Nào, hãy dẫn ta ra nơi mộ của cha mẹ anh đi, ta xem thế nào sẽ sửa cho. Anh nông dân mừng rỡ, bèn theo lời Tà Ao, dẫn ông đi ra mộ của cha mình. Tà Ao xem xong mới nói, mộ đặt nơi thế đất không tốt, suốt đời sẽ bần hàn cơ cực, phải đào lên cải táng, di rời qua nơi đất khác mà thôi. Nói rồi, bảo anh nông dân đào mộ lên, xếp xương cốt vào một chiếc hù đất, đem đi chôn ở một huyệt đất mà Tà Ao đã chọn sẵn. Xong đâu đấy, Tà Ao căn dặn, anh nhớ không cho ai biết chuyện này. 100 ngày nữa, vào giờ Mùi, tháng Ngọ, đúng giờ Tí, anh phải có mặt ở Kinh Đô, đứng ở hướng Đông. Hễ gặp một người đàn ông mặc áo trắng đi hải xanh, từ trong thành chạy ra với bộ mặt hốt hoảng, thì anh cứ chạy lại bảo, con xin cứu ngài, rồi cõng thẳng về giấu trong nhà. Ngày ngày lo cơm nước cho tử tế, anh cứ thế mà làm, đừng suy nghĩ gì hết. Nói xong, Tà Ao từ biệt anh nông dân mà đi thẳng. Về sau, anh có đi tìm nhưng chẳng biết ông đi về đâu. Đúng như lời dặn của Tà Ao, đúng ngày giờ, anh nông dân ra Kinh Đô đứng đợi ở cửa đông. Bỗng nghe có tiếng náo động từ trong thành vọng ra, nào tiếng chiêng, tiếng trống, tiếng quân reo hò, tiếng người gào thét, rồi lửa bốc cháy đỏ rực một góc trời. Và quả nhiên, một người đàn ông dáng thư sinh, mặc áo trắng đi hải xanh, hớt hải một mình chạy qua gần chỗ anh nông dân đang đứng. Anh ta chỉ đợi có thế bèn chạy đến nói to, thưa ngài, con xin cứu ngài. Nói đoạn ghé vai cõng người ấy chạy một mạch về giấu trong nhà. Người ấy có vẻ sợ hãi, suốt ngày im lặng nghe ngóng động tĩnh.
Anh nông dân cũng chẳng hỏi thân thế của người đàn ông đang lo sợ đến quên ăn mất ngủ. Vài ngày sau, bỗng có loa truyền rằng ai giữ vua ở đâu thì báo cho quan quân kịp đưa vua về kinh. Lúc này ông khách mới nói cho anh nông dân biết mình chính là vua. Mấy ngày trước bị bọn gian thần định xoán ngôi, rồi nhà vua sai anh ta đi báo cho quan quân biết nơi vua đang ở ẩn. Khi quan quân đến rước vua, vua cho phép cả anh nông dân cùng đi theo mình về kinh thành. Tại kinh đô, vua thiết triều trấn an chăm họ và phong cho vị ân nhân là anh nông dân được làm quan đến chức nhị phẩm, cùng vàng bạc lụa là nhiều vô số kể. Thì ra, ngôi mộ mà Tà Ao đặt cho người cha anh nông dân kết phát y như lời ông nói khi trước, chỉ trong vòng 100 ngày. Lúc già yếu, cụ Tà Ao đã chọn sẵn cho mình một thể đất, nhất quyển trục quần dương, chó đuổi đàn dê ở xứ Đồng Khoai. Nếu táng được ở đây thì chỉ 3 ngày sau là thành địa tiên, nhưng cần chôn ngay trước khi chết để tự phân kim. Tuy nhiên, lúc sắp lâm chung, còn cụ Tà Ao đưa mộ đến nửa đường thì biết cụ không kịp. Thấy rằng số phận cũng không cho mình ở ngôi đất tốt, cụ nhìn bên đường rồi chỉ đại vào một cái gò và nói với các con rằng chỗ kia là ngôi huyết thực, bất đắc dĩ thì cứ táng ở đó sẽ được người ta cúng tế. Hai con cụ nghe lời và táng luôn ở đó. Gia tài cụ Tà Ao để lại chỉ vỏn vẹn 2 cuốn sách nhỏ là Địa Lý Tà Ao gồm 120 câu và Giã Đàm Tà Ao Tầm Long Gia Truyền. Nhiều sách khác cũng được xem là của cụ nhưng thực ra đều là dị bản, chủ yếu là từ 2 cuốn sách trên của cụ rồi dẫn giải thêm bớt. Ngày nay, tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh vẫn còn đền thờ Tà Ao và giếng Tà Ao. Cả cuộc đời cụ Tà Ao tìm đất cho không biết bao nhiêu người, nhưng bản thân của cụ dù tìm được đất tốt cũng không thể hưởng. Thậm chí dù đã chuẩn bị sẵn đất để chôn chính bản thân của mình, thế nhưng lại cũng không được. Sự việc này cho thấy câu nói tiên tích đức, hậu tầm long của người xưa là rất chính xác. Giỏi như cụ Tà Ao mà tích chưa đủ đức thì có tìm được đất đế vương cũng không thể hưởng.